Con tên là Phan Như Ngọc, con 10 tuổi. Con học ở trường tiểu học Vĩnh Tường 1. Con sống cùng với mẹ. Tôi có tật là lúc mà bị sốt và liệt 4 tuổi đó. Tôi lấy chồng cũng bị khuyết tật. Nhưng mà ảnh không may ảnh bị mắt. Ba con cuộc sống đó, ba con vất vả ngày đêm thì ba con cũng đi kiếm cá kiếm chuột để bán nuôi con. Sau khi ba con mất á, cuộc sống của hai mẹ con nó khó khăn hơn nhiều. Khi ảnh bệnh đó, ảnh mất á, nên cuộc sống của tôi rất là vất vả. Khi á, tôi ngủ mà tôi cháy đừng có mau tới sáng, tại vì tôi thức vậy á thì mình cứ lo. À, cơm áo gạo tiền mình tới mình hứa rồi để giấy cho lâu lâu sáng tí đừng màu sáng quá. Mẹ con trồng rau mượn trên đất của cậu con bán sống qua ngày. Con đi bán cho ông bà cô chú hàng xóm, một lon rau mẹ con bán 5 tới 10 ngàn. Ngày nào mà mẹ con có tiền à, con sẽ ăn cơm ăn canh với rau. Còn ngày nào ông có tiền thì ăn mì gói. Khi tôi cũng muốn gục ngã, muốn lấy xong mà sợ. Chúng cố gắng lên lo cho con chứ lẽ mình gục ngã bỏ con mình mồ côi nữa sao? Buồn mình tủi thân mình không lo được cho con mình hoàn hảo như con của người ta. Tôi muốn nhà có tiền lo cho mẹ. Mấy ngày nay mẹ đi lại khó hơn hơn. Mẹ bị đau chân mà mẹ không nói cho con nghe. Mẹ giấu con, mẹ sợ con buồn. Nhất chịu không nổi, khi đi làm vậy đó, tối rồi về hả, nó nhức dữ lắm luôn. Rồi mà qua hả, tới giờ hút thuốc nam uống thì nó giờ nó đỡ hơn. À, đi tới đâu thì chống cây tới đó vậy đó. Nó phải có cái chân của mình nó vững, nhưng mà không có cái cây gậy đó là đi lên nó không có vững, nó té lúc nào nó sẽ té thôi. Nếu như một ngày đó mẹ con không còn sống bên con nữa, ngay thế giới này như là cái ngục tù ấy. Bây giờ con dành hết tình yêu thương của con dành cho mẹ vào việc học để giúp con có tiền để nuôi mẹ. Mỗi ngày con đi học bằng xe đạp của con bị hư, hư bánh, hư yên, hư thắng, thường xuyên bị sút dây sên. Con phải tự gắn dây sên lại. Con rất muốn mua được chiếc xe đạp mới, nhưng con dám nói với mẹ, chị biết mẹ không có tiền. Có tiền đâu, nhà thì không có bằng ủi. Xong rồi buổi sáng đi học, con đi học mình lấy vuốt từ từ cho con mình nó đi học coi cho nó được lăng láng rồi như bạn bè như người ta. Ổng rồi á, nói mẹ mua sách cho con rồi học, lấy sách cứ hẹn hoài. Như mỗi lần vô học là tôi gầu lắm, hơn tuần nay không ngủ được. Con từng nói với mẹ là con học tới lớp 9 con sẽ nghỉ học đi làm. Con thấy là mẹ đi làm vất vả quá cho con đi học á, cho nên con đi kiếm tiền nuôi lại mẹ. Trong lòng mình cũng khổ tâm lắm đó, thôi con gắng học đi. Con hứa con học tập thật tốt để sau này con chính là đôi chân của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm, con thương mẹ nhiều lắm.